Hello, xin chào quý anh chị và các bạn à. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Hôm nay thì mình lại vào kho mình xả cho anh em ha, đủ tất cả các dòng ở đầu tháng 8 này nha. Thì đồng hành với thì mình hôm nay có anh Thảo. Hello, anh chào mọi người nha. Hôm nay tiếp tục em xả một lô xe và giá cực kỳ rẻ luôn mọi người nha. Đợt này tháng 8, tháng 7 này nên là giá xả nên là cực kỳ mềm giá cho mọi người luôn nha. Đó, như SH nè, dòng SH mọi người nha. SH 125 hiện tại giá 73 triệu 3 VAT nha. Mua góp thì anh em trả trước cho em 15 triệu nhận xe nha. Còn đối với SH Mo là mọi người, SH Mo thì đợt này là giá nó chỉ còn có 63 triệu mà bản ABS màu xám xi măng nha mọi người. Đó, bao VAT cho anh em luôn nha. SH Mo thì đưa trước tầm khoảng 12 triệu nhận xe nha. Còn đối với 160 ABS mọi người nha và 150 mọi người nha. Giá em dao động tầm khoảng 100 cho đến 102 triệu mọi người nha, tùy màu mọi người nha. Đó, anh em mà có nhu cầu mua SH 160 thì inbox cho em mọi người nha. Rồi, tiếp theo là SH Mo màu bạc mọi người nha. Này là đời 2024 hết nha mọi người. Đó. Thì phiên bản này cũng là 63 triệu bao VAT cho anh em nha mọi người. Xám xi măng. Đó, xám xi măng cũng 63 nha mọi người. Đó. Còn đối với màu trắng tiêu chuẩn thì là giá 57 thôi mọi người nha. Đó. Rồi đối với phiên bản Vision tiêu chuẩn này thì hiện tại giá em xả cho anh em còn 30 triệu thôi mọi người nha. Góp từ trước cho em 2 triệu nhận xe. Còn Future bánh mâm mọi người bánh căm 33 triệu thôi mọi người nha. Đó. 33 triệu bao VAT cho anh em nha. Đó. Rồi đối với quay Alpha thì hiện tại em xả cho anh em còn 18 triệu mọi người nha. Đó. Góp thì đưa trước cho em tầm khoảng 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Vision đặc biệt thì hiện tại em xả cho anh em còn 34 triệu mọi người nha. Còn đối với cao cấp á, thì là 32 thôi, là màu trắng á mọi người. Còn hai phiên bản cổ điển 2024 á, thì hiện tại em xả cho anh em là còn 35 triệu mọi người nha. Là bao VAT cho anh em luôn. Góp cũng trả trước cho em 2 triệu thôi là nhận xe nha mọi người. Còn Future màu trắng mọi người nha, 36 triệu nha mọi người. Đó, nhớ liên hệ trước em giảm cho anh em 1 triệu còn 35 luôn nha. Đó, 35 triệu một chiếc thôi nha. Rồi tiếp theo là Vision đỏ mọi người nha. Vision đỏ với trắng là cao cấp nha mọi người. Hai phiên bản này là 32 triệu mọi người nha. Còn đối với Future bánh căm mọi người nha. Bánh căm là hiện tại giá nó chỉ còn 33 triệu thôi mọi người nha. Em về một lô còn 33 nha. Góp đưa trước cho em 2 triệu nhận xe. Rồi Vision cổ điển này thì hiện tại giá nó 35 nha mọi người. 35. Phiên bản này là 2024 nha. Rồi Vision SH Mo màu đỏ CBS 2024 nè mọi người. Con này thì hiện tại giá nó bản xả cho anh em còn 57 mọi người nha. 57. Rồi, ở đây có AB mọi người nha. AB màu xanh 40 mọi người nha, 40 triệu mọi người nha. Còn đối với phiên bản Sirius 2024 mọi người nè. Bánh mâm 22 triệu mọi người nha. Đó. Còn AB 160 phiên bản thể thao này hiện tại giá 2025. Là 160 phiên bản thể thao nha mọi người. Hiện tại giá nó là 60 59 đến 60 triệu mọi người nha. Okay. Rồi, tiếp theo là Wemfa 2024 mọi người nha. Đây con màu này cũng đẹp này, con này có 18 triệu thôi mọi người nha. Đó, 3 VAT cho anh em nha. Sirius 2024 này, bánh mâm 22 triệu mọi người nha. Rồi tiếp theo nữa là Vario màu trắng hồng khóa thông minh mọi người nha. Con này là 40 triệu mọi người nha. Bao màu sơn, bao VAT cho anh em nha. Còn đối với anh em mua khóa thường màu xám này thì nó chỉ có 37 triệu thôi mọi người nha. Bao màu sơn cho anh em nha. Góp thì đưa trước cho em 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Rồi tiếp theo nữa là có con ra ngoài đây này mọi người. Vision thể thao mọi người nha. Vision thể thao. Mẫu này hiện tại là mắc nhất à? Là mắc nhất mọi người nha. 36 triệu mọi người nha. Bao VAT cho anh em nha. Góp thì đưa trước cho em tổng khoảng 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Còn Future màu trắng của em có nhiều lắm mọi người nha. Đó. Màu trắng quá trời luôn. Thì hiện tại giá nó chỉ còn 36 triệu bao VAT mọi người nha. Liên hệ trước thì giảm 1 triệu còn 35 thôi nha mọi người. AB màu đỏ này mọi người, màu đỏ màu xanh. Thì hiện tại giá nó là 40 mọi người nha. Đó, góp thì đưa trước 5 triệu thôi. Còn tối với anh em mua màu xanh trắng mọi người, trắng xanh mà khóa thường á thì hiện tại giá nó 37 thôi, bao màu sơn. Còn em lấy khóa smart cây thì là 40 triệu mọi người nha, bao màu sơn cho anh em nha. Màu hồng này cũng vậy nha mọi người. Vario thì dạo này bán chạy lắm mọi người. Vario thì nó rất là nhiều màu, rất là dễ lựa mọi người nha. Nhưng màu xanh khóa thường này thì sơn lên thì có 37 triệu là bao màu sơn cho anh em luôn nha. Đó, còn đối với Vario, đợt này nó không giảm em. Đợt này là giảm mạnh luôn á. Cái phiên bản mà khóa màu ring đó mọi người thì hiện tại giá nó là 39 mọi người nha, là 2024 nha mọi người. Đó. Rồi tiếp theo nữa là Vision đặc biệt thì hiện tại giá em bán cho mọi người là 34 triệu thôi mọi người nha. Đó là bao VAT cho anh em luôn nha. Rồi phiên bản mà đây, con này là Vario màu trắng khóa thường thì là 37 triệu bao VAT nha. Góp thì đưa trước chỉ 2 triệu thôi là nhận xe nha mọi người. Đó, Sirius bánh căm thì hiện tại giá nó cũng giảm mọi người nha. 19 triệu thôi mọi người nha. Góp thì đưa trước cho em tầm 2 triệu thôi là nhận xe mọi người nha. Ở đây thì cũng có Vario 160 nè. Vario 90 thì về thì cũng còn hết rồi mọi người nha, cũng còn vài con thôi. Con này thì phiên bản CBS đó mọi người, 42 triệu mọi người nha. Đó. Còn AT 155 2024 mọi người nha. Con này thì phiên bản CBS thì hiện tại 47 triệu thôi mọi người nha. Đó, còn phiên bản Future màu trắng thì em nhiều lắm mọi người nha. Bánh mâm màu trắng với màu xanh á, hai cái này về nhiều.
thì là 36 triệu mọi người nha. Giảm 1 triệu còn 35 triệu nha. Còn đối với ẹt 155 phiên bản màu đen bóng mọi người nha, 47 triệu nha mọi người nha, bao VAT nha. Góp thì đưa trước cái dòng ẹt này thì là cũng 5 triệu là nhận xe mọi người nha. Thủ tục trả góp thì chỉ cần căn cứ công dân thôi. Anh em nào mà mua xe thì nhớ liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ cho anh em 1 triệu tiền xăng khi lên mua xe mọi người nha. Và đặc biệt thì có thu xe cũ đổi xe mới luôn. Anh em nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ gọi điện hoặc kết bạn Zalo với em mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người nha.